Xin chào các bạn, thì hôm nay Phúc đang có mặt ở Mỹ Tho. Thì các bạn có thấy là Phúc đang ngồi ở đâu không? Hôm nay Phúc sẽ giới thiệu với các bạn một cái món ăn đặc sản của Mỹ Tho. Mà khi mà các bạn nghe đến á, thì chắc chắn là các bạn sẽ biết cái chỗ này. Đó là bánh bèo bì ở chợ Hàng Bông. Mình có dịp đi Huế, ở Hội An, Nha Trang, ở Đà Lạt, ở Bảo Lộc, ở Phan Thiết, ở Làng Mẹ Long Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngay trung tâm của thành phố Mỹ Tho luôn, tỉnh Bến Tre, Sa Đéc, thành phố Cần Thơ, núi Sam. Ngay sau lưng của Phúc với các bạn là cô Xuân nè các bạn. Thì đây là món bánh bèo Mỹ Tho. Cái đặc điểm của bánh bèo Mỹ Tho các bạn nó sẽ khác bánh bèo Huế. Bánh bèo Huế các bạn thì họ sẽ ăn với lại tôm chà và nước mắm chua ngọt các bạn. Bánh bèo Mỹ Tho gọi là bánh bèo bì. Thì trong một cái dĩa bánh bèo các bạn nó sẽ có đậu xanh, trong đó sẽ có bì thịt và mình sẽ có một ít bánh mì chiên các bạn sắc hạt lựu, rồi sau đó mình sẽ ăn cùng với lại nước mắm chua ngọt và một ít đồ chua. Nó sẽ khác bánh bèo Huế là mình sẽ ăn với lại tôm chà và một ít nước mắm chua ngọt. Thường thì bánh bèo Huế sẽ ăn trong những cái chén, hoặc là một số nơi ở miền Trung các bạn thì cái bánh bèo mình sẽ ăn với lại cái sốt thịt đó các bạn. Đó thì ở đây nó là một cái điểm đặc biệt cho các bạn. Cái món thứ hai ở đây là mình thấy có món bánh đúc này các bạn. Thì món bánh đúc này là món bánh đúc mặn miền Tây. Mình nói lại nha, là món bánh đúc mặn miền Tây. Cái món này mình sẽ ăn với lại nước mắm chua ngọt. Ngay bên cạnh của Phúc là cô Xuân nha các bạn. Thì cô Xuân là chủ quán ở đây nha các bạn. Thì ở đây cô Xuân bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy cô? Cô Xuân sẽ bán từ 3 giờ đến 9 giờ ngay chợ Hàng Bông nha các bạn. Địa chỉ ở đây các bạn là số 23 đường Lê Thị Phỉ, phường 1, thành phố Mỹ Tho nha các bạn. Thì ở đây nó sẽ nằm gần ngay chỗ ngã tư của đường Nguyễn Huệ với lại đường Lê Thị Phỉ. Và nó sẽ nằm giữa đoạn đường Nguyễn Huệ với lại đường Lê Lợi nha các bạn. Ngay bên cạnh trung tâm thương mại Mỹ Tho mà bây giờ nó đang sửa chữa nha các bạn. Thì ở đây là cô Xuân bán tổng cộng là bao nhiêu món vậy cô Xuân? Ở đây là để con thấy nha, ở đây mình thấy có bánh bò nè các bạn. Rồi bên cạnh đó là mình thấy có bánh bò thốt nốt nè. Một bịch như vậy là bao nhiêu tiền cô? Một bịch như vậy là 12 ngàn nè các bạn. Bên cạnh đó các bạn thì mình thấy ở đây có bánh bò nè các bạn với bánh lá nè các bạn. Thì một dĩa như vậy là 12 ngàn. Cái món này mình sẽ ăn với lại nước cốt dừa. Ngoài ra thì mình thấy ở đây còn có bánh bột lọc nè các bạn. Bên cạnh đó thì mình thấy có bánh bèo ngọt và bánh bèo mặn nha các bạn. Thì cái bánh bèo mặn là hồi nãy mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Bên đây nè các bạn là mình sẽ có một mâm bánh ít trần nè các bạn. Một dĩa bánh ít trần là bao nhiêu cái cô? Một dĩa bánh ít trần như vậy là 2 cái nha các bạn. Thì một cái như vậy là khoảng 10 ngàn. Một dĩa như vậy cô bán là 20 ngàn là 2 cái. Bên trong nhân có gì thì một hồi mình sẽ ăn và mình sẽ giới thiệu với các bạn sau nha. Thì bên cạnh đó thì mình thấy ở đây còn có món bánh đúc nè các bạn. Một dĩa bánh đúc như vậy là bao nhiêu tiền? Một dĩa bánh đúc như vậy là 20 ngàn. Thôi rồi ha, đó mình sẽ giới thiệu với các bạn luôn. Bên này thì mình thấy có món này là món như cơm rượu đúng không cô Xuân? Dạ, một phần cơm rượu như vậy là bao nhiêu tiền cô? 20 ngàn luôn đồng giá. Đó. Cô bán rất là nhiều thứ nha các bạn. Ở bên này các bạn thì mình thấy cô Xuân còn có bán thêm một món nữa là rau câu nha các bạn. Thì ở đây mình có 3 loại. Một loại là rau câu cacao, bên này là rau câu lá dứa và bên này là rau câu dừa. Đây là một cái món ăn mà mình rất là quen đúng không? Một hũ như thế này nè các bạn có giá là 5 ngàn nha các bạn nha. Đó, rất là nhiều món để cho các bạn lựa chọn nha. Ngoài ra các bạn thì cô còn có bán thêm nước uống nha các bạn. Ở đây mình có chanh dây nè, rồi trà đào, mía lao với lại nha đam nha các bạn ha. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn các món ăn ở đây nha các bạn.
Trên tay mình bây giờ là món đầu tiên này các bạn. Thì cái món này có tên là món bánh bèo bì Mỹ Tho nha các bạn nha. Thì cái dĩa này có giá là 20.000. Các bạn có thấy cái điểm đặc biệt của bánh bèo Mỹ Tho không các bạn? Đây là món đặc sản của Mỹ Tho nha các bạn. Thì bên dưới là mình sẽ có bánh bèo này các bạn. Bánh là làm từ bột gạo ha. Ngoài ra thì mình sẽ ăn kèm với lại bì. Ở đây là mình có bì thịt. Thì một điểm đặc biệt các bạn là mình sẽ có bánh mì này các bạn. Cái bánh mì này là bánh mì chiên. Ở đây là họ sẽ sử dụng bánh mì mới rồi họ cắt hạt lựu ra rồi chiên giòn ha các bạn. Thì ở miền Tây mình đó các bạn thì thường những cái món nào mình cũng sẽ ăn với đồ chua như thế này. Mình ăn nước mắm chua ngọt các bạn, thêm một chút ớt nữa cho nó cay cay các bạn thì rất là ngon. Đó thì bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. À có một cái thứ mà mình quên nói đó là đậu xanh nè các bạn. Thì các bạn thấy không, mỗi miếng bánh bèo thì mình có trét một ít đậu xanh lên để mình ăn không có ngán nha các bạn nha. Ô cái nước mắm ngon lắm. Bánh mì các bạn rất là giòn. Do cái bánh mì này được chiên lên nè các bạn. Cái đồ chua cắt nhỏ nhỏ thì nó hơi chua chua, ăn chung rất là ngon. Cái dĩa này các bạn, mình sẽ có thứ nhất là bột nè. Rồi mình có cái vị mặn mặn của nước mắm nè. Mình có cái vị chua, vị ngọt của nước mắm nè các bạn. Rồi mình lại có cái vị chua của cái đồ chua. Rồi mình lại có cái vị cay của ớt. Thì cái vị đó, nó hòa trộn lại ăn rất là ngon nha các bạn nha. Các bạn theo một cái dĩa như vậy nè các bạn. Thì có giá là 20.000 thôi các bạn. Cái trong này nè các bạn, mình rất là thích ăn những cái món mà có vị chua chua mà chan nước mắm vô. Rồi mình có một ít đậu xanh đó các bạn, ăn vô nó ngon lắm. Các bạn nhớ nha, ở Mỹ Tho thì chỉ có một nơi bán cái món này. Các bạn đi những nơi khác sẽ không có đâu. Các bạn lại chợ Hàng Bông ở số 23 đường Lê Thị Vĩ, phường 1, thành phố Mỹ Tho thì các bạn sẽ được thưởng thức món này. Đối với những bạn không ăn được bánh bèo mặn á các bạn thì các bạn có thể chuyển qua các bạn ăn món bánh bèo ngọt ha. Thì cái bánh bèo ngọt á các bạn, trong cái bột của nó là sẽ có đường thốt nốt trong đó. Ngoài ra thì mình sẽ ăn cùng với lại nước cốt dừa với mè nha các bạn nha. Ở đây cho các bạn cái món bánh bèo này á các bạn, có bì á, mà cái bì á thịt nhiều vậy nè các bạn. Đó cho nên mình ăn mình sẽ không ngán, giống như mình ăn với lại thịt vậy đó. Bây giờ trên tay mình đó các bạn là món bánh mặn và món bánh ít trần. Một dĩa như vậy các bạn là 20.000. Nếu mà các bạn ăn món bánh mặn không á thì là 20.000 một dĩa. Còn nếu các bạn ăn bánh ít trần đó các bạn thì là một dĩa 20.000 hai cái. Nhưng mà do nãy mình ăn cái dĩa kia nó nhiều rồi, cho nên là bây giờ là mình sẽ ăn mỗi thứ một ít. Là mình sẽ ăn 10.000 bánh mặn với lại là một cái bánh ít trần thì giá là 10.000. Món này thì mình cũng ăn với nước mắm chua ngọt luôn nha các bạn. Thì ở đây các bạn, cái món bánh đúc mặn miền Tây á các bạn, mình ăn với một cái thứ. Các bạn thấy ở đây có cái màu cam cam không? Thì cái này các bạn là cải bắp thảo với lại củ sắn xào với lại tôm khô với lại là thịt heo nha các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Cái nước mắm rất là ngon. Trong đây nè các bạn thì mình thấy có một ít hành phi ăn kèm rất là ngon. Một loại nữa các bạn là bánh ít trần này các bạn, các bạn có thấy không? Ở bên ngoài là cây vỏ này là bột nè các bạn, ở bên trong là mình thấy có nhân nấm mèo nè, đậu xanh nè, thịt tôm khô, nói chung là rất là nhiều thứ các bạn đó. Các bạn thấy không, cái nhân của nó rất là nhiều. Thì cái món này mình cũng sẽ chan nước mắm chua ngọt ăn chung. Các bạn nhớ nha, thì nếu có dịp thì các bạn nhớ ghé cái quán bánh bèo bì của Cô Xuân nha các bạn, nằm ở số 23 đường Lê Thị Vĩ, phường 1, thành phố Mỹ Tho. Thì ở quán Cô Xuân các bạn sẽ có món bánh bèo ngọt, bánh bèo mặn, ở đây là mình có món bánh đúc mặn, món bánh ít trần, bánh lá nè, bánh bò ăn với lại nước cốt nè các bạn. Rồi ngoài ra mình còn có món bánh bột lọc nữa nè, rau câu nè, rồi rất là nhiều thứ khác nha các bạn nha. Một ngày nào đó mà các bạn cảm thấy là một buổi chiều đó các bạn không biết ăn gì thì các bạn cứ đến đây, bởi vì rất là nhiều món để các bạn lựa chọn. Đó, món mặn có, món ngọt có, ăn món nào cũng được. Ở đây cô bán rất là nhiều món, như nãy mình ăn là có bánh xèo nè, bánh xèo nè, bánh mặn, nó lộn, nó bậy rồi đó, no quá bắt đầu loạn á.